FB Academic Team, mình là Trang Nhi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sư trò ngày hôm nay, chị Lâm Tuyết Ngân và toàn thể các bạn sinh viên vì đã tham gia buổi tutoring session 2022. Trước khi bước vào nội dung chính của chương trình, mình xin được giới thiệu đôi lời về IFB Academic Team. IFB Academic Team là đơn vị trực thuộc Viện IFB, chuyên tổ chức các hoạt động học thuật, những buổi hội thảo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên nhằm rèn luyện kỹ năng hay cung cấp kiến thức chuyên ngành bổ ích, giúp các bạn có được định hướng rõ ràng hơn cho hành trình học tập của mình. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn còn đang mơ hồ về môn Survey Multivariate Analysis, cũng như lo lắng về kỳ thi sắp tới đúng không nào? Mọi người hãy yên tâm nha, vì buổi tutoring session hôm nay không chỉ giúp các bạn củng cố lại kiến thức SMA đã học, mà còn giải đáp tất cả các thắc mắc nữa. Đặc biệt hơn cả, chúng mình đã chuẩn bị một phần mock test để có thể hỗ trợ các bạn ôn tập một cách tốt nhất. Bây giờ, mọi người hãy chuẩn bị cho bản thân một tinh thần ôn tập và một cuốn vở để ghi chú những nội dung mới mẻ, bổ ích, có giá trị, hỗ trợ cho bài thi của mình trong thời gian tới nhé. Ngay bây giờ, em xin trân trọng giới thiệu vị tutor đồng hành của chúng ta trong buổi ôn tập ngày hôm nay, chị Lam Tuyết Ngân, sinh viên IFB khóa 46 với thành tích nổi bật GPA SMA đạt 9.3 trên 10. Dạ vâng, em xin chào chị Ngân ạ. À. Dạ chị Ngân ơi, chị có thể giới thiệu đôi lời về bản thân mình để các bạn có thể hiểu rõ hơn về chị được không ạ? À? Dạ chị Ngân ơi, chị có nghe em rõ không ạ? À? Chị có nghe. Dạ. Vậy mọi người chưa có nghe cái phần giới thiệu hả? Chị sẽ giới thiệu lại nha. Chào mọi người, mình là Tuyết Ngân và hiện là sinh viên năm 2. Thì học kỳ trước mình vừa học môn SMA và hy vọng là hôm nay có thể đồng hành cùng mọi người, chia sẻ những cái kinh nghiệm bản thân của mình để giúp mọi người vượt qua kỳ thi SMA một cách tốt đẹp. Dạ vâng. Em xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Ngân rất nhiều ạ. À. Và bây giờ, không để các bạn chờ lâu thêm nữa, chúng ta hãy cùng đến với phần chia sẻ của chị Ngân về môn SMA để có thể cùng ôn tập với nhau nha. Ok, giờ mình sẽ share màn hình. Trong buổi hôm nay thì mình sẽ cùng nhau điểm qua 13 technique chính của cái SMA trong SEM này. Thì trước khi mà bắt đầu với cái technique á, thì mình sẽ có một cái phần nhỏ, đó là cái phần giúp mọi người phân biệt giữa metric và non-metric variables. Nhiều khi là mọi người thường bị nhầm lẫn giữa hai cái này. Thì đầu tiên là sẽ nói về điểm chung của metric và non-metric variable. Cả metric và non-metric variable đều là các quantitative data, và nhưng mà sự khác biệt ở chỗ là metric thường được dùng để đo những cái quãng hay còn gọi là interval, và có thể là đo ratio, tỷ lệ. Trong khuôn khổ môn SMA thì metric variables thường chỉ được dùng để đo interval là chính, và những cái biến metric trong SMA thường là những cái biến ở Likert scale. Thì giá trị của biến metric có thể được dùng để mình tính toán và mình làm những cái so sánh toán học. Ví dụ như là một biến A có cái mean là 4.1, thì mình có thể so sánh giữa mean của biến A với mean của biến B là 3.3. Thì biến A có mean lớn hơn biến B. Mình so sánh như vậy số học được. Đến với non-metric variable thì mọi người sẽ thấy là nó thường chỉ được dùng để chỉ cái danh xưng nominal, và đôi khi là dùng để chỉ thứ tự ordinal thôi, chứ không có được dùng để so sánh như là ở trên metric. Với cái phần trong SMA thì những cái câu hỏi về thông tin chung như là giới tính, nhóm tuổi tác hoặc là cái mức thu nhập thì đa phần là đều nằm cái nhóm non-metric variable hết.
và non-metric variable nó sẽ được dùng để phân cái sample của mình thành những cái nhóm khác nhau. Và thường mình sẽ không thể so sánh cái giá trị của nó. Lấy một cái ví dụ như là marital status đi. Mình sẽ có 3 nhóm marital status. Đầu tiên là người đã kết hôn, người còn độc thân và người kết hôn và có con. Thì mình sẽ lần lượt gán những cái nhóm này với những cái tên là 1, 2 và 3. Thì mặc dù là nó đã được gán cái tên là cái số, nhưng mà mình không thể lấy cái số này mình so sánh với nhau được. Ví dụ như là mình không thể nói là 2 lớn hơn 3, nghĩa là những người đã kết hôn rồi thì lớn hơn những người còn độc thân. Vậy thì nó không có ý nghĩa, nó không có đúng. Nên là nó chỉ được dùng để nominal thôi, để cái danh xưng thôi. Rồi. Ở những cái phần tiếp theo á, thì khi mà giới thiệu các technique á, thì mình sẽ giúp mọi người nói rõ hơn đâu là biến metric và đâu là biến non-metric, để mình sẽ không còn cái sự nhầm lẫn nữa. Sau đây thì trước khi mà chạy từng cái technique thì mình sẽ giới thiệu một chút xíu về cái model hôm nay mà mình sử dụng. Cái model này thì mình sẽ có một biến phụ thuộc chính gọi là biến purchase intention và có 6 biến độc lập bao gồm attitude, food safety, product, price, place và promotion. Ngoài cái những cái biến chính ra thì mình sẽ có một vài biến non-metric để giúp phân loại phân nhóm cái sample của mình. Đầu tiên là có biến age có 4 level, biến gender 2 level, biến income 4 level, marriage 3 level và biến companion với 5 level. Rồi, đó là tóm sơ qua về cái sample của mình. Bây giờ mình sẽ vào ngay cái test đầu tiên của ngày hôm nay luôn, cái technique đầu tiên là technique reliability test. Rồi. Nghe tên thì mọi người cũng có thể đoán được một chút xíu về cái ý nghĩa của technique này rồi. Thì reliability test còn có cái tên tiếng Việt là bài phân tích mức độ tin cậy. Thì technique này ở đây là một cái technique cơ bản dùng để kiểm tra xem là những cái câu hỏi có được phân theo đúng cái nhóm của nó hay không, đúng cái factor theo cái tính chất của nó hay không. Ví dụ như là nó sẽ trả lời cho câu hỏi làm sao để chắc chắn là những câu hỏi mình dùng measure đúng một cái construct. Mình sẽ vào cái phần ví dụ. Ở đây thì cái bước chạy mọi người có thể xem kỹ lại trong note, nó khá là đơn giản thôi. Mọi người nhớ là có những cái tích thì mọi người cứ tích vô. Rồi, đây là cái bảng kết quả khi mà mình chạy SPSS của cái phần Reliability Test. Cái bảng kết quả sẽ bao gồm hai cái bảng, một cái bảng nhỏ và một cái bảng lớn. Thì mình sẽ phải phân tích cái bảng nhỏ trước là cái bảng Reliability Statistic. Ở bảng này, mình sẽ chú trọng vô để ý cái Cronbach Alpha. Cronbach Alpha trên màn hình hiện đang có giá trị là 0.833 và 0.833 lớn hơn cái yêu cầu về yêu cầu tối thiểu của loại reliability test này, đó chính là Cronbach phải lớn hơn 0.5. Vậy nên mình sẽ kết luận là cái model này hiện tại ổn và tốt. Tuy nhiên trong SPSS thì người ta thường sẽ mong muốn Cronbach Alpha cao nhất có thể, miễn là nó vẫn còn nhỏ hơn 0.95. Nên mình sẽ phải kiểm tra xem ở cái bảng thứ hai mình có thể improve cái Cronbach Alpha nếu xóa đi bớt một câu hỏi nào đó hay không. Thì ở đây M2, M3 và M4 khi mà bị delete thì không cho ra Cronbach Alpha lớn hơn 0.833. Nên mình sẽ phải giữ tất cả các câu hỏi ở đây và chốt sổ lại là Cronbach Alpha của cái construct này là 0.833. Và ok, mọi người nhớ là mình sẽ phải chạy lần lượt Cronbach Alpha cho tất cả các nhóm independent variables luôn. Rồi, thì mình sẽ chạy cho một cái variable khác, đó là cái strategy. Rồi, thì ở đây Cronbach Alpha sau khi chạy lần đầu tiên có giá trị là 0.896,
lớn hơn 0.5 là đã là một cái combat ổn rồi. Tuy nhiên mình sẽ nhìn xuống cái bảng tiếp theo là bảng Item Total Statistic để kiểm tra coi là nó còn có thể improve được nữa hay không. Thì mọi người có thể nhìn thấy là nếu mình xóa đi câu hỏi PS1 thì Combat Alpha sẽ được tăng lên từ 0.896 thành 0.09. Thì 0.09 là một cái kết quả gọi là nó tốt hơn. Nên ở đây mình sẽ phải xóa PS1 và mình chạy lại để mình gain được cái Combat Alpha tốt hơn. Rồi, thì cái cách xóa thì mọi người cứ làm theo nó trong handbook của AK. Mình sẽ clear cái đó đi. Vậy là mình đã hoàn thành cái reliability test, cái phần phân tích nó rồi. Đơn giản luôn mọi người. Vậy thì mình sẽ tiến tới cái technique thứ hai luôn, đó là factor analysis. Rồi. Factor analysis sẽ chuyên được dùng để giúp giảm số lượng những cái câu hỏi có trong bài để mà mình có thể thu được một cái nhóm những cái câu hỏi nó ít hơn và nó hiệu quả hơn cho cái model của mình. Vậy thì mình sẽ phải làm như thế nào? Bước chạy ở đây thì mọi người cứ vào analysis và vào dimension reduction và bỏ tất cả những cái biến mà mình, những cái câu hỏi mà mình có vào, xong rồi mình chạy. Nhớ là chọn thêm ô nha. Rồi. Những cái trick này thì mọi người có thể coi lại trong note. Rồi, sau khi chạy xong, mình sẽ có được cái bảng kết quả đầu tiên là bảng KMO and Balance Test. Ở bảng này sẽ có hai chỗ mình cần chú ý. Chỗ đầu tiên là cái dòng Kaiser Meyer Olkin với giá trị là 0.827, lớn hơn 0.5 và nhỏ hơn 1. Đây là một cái value phù hợp và ổn để sample có thể tiếp tục. Thì kết quả này hoàn toàn đáng tin khi mà mọi người nhìn ở sig sẽ thấy là sig có giá trị đang bé hơn 5%. Và có nghĩa là cái KMO, giá trị KMO này là đáng tin. Rồi. Khi mà đã xong cái bảng này rồi, mình sẽ phải phân tích tới cái bảng thứ hai là cái bảng Total Variance Explained. Ở đây á, mình sẽ chỉ chú ý ở bốn cái cột đầu ở đây thôi. Mọi người không cần phải nhìn bên này nha. Đầu tiên, cái cột lớn Initial Agent Value. Mọi người sẽ nhìn vào cái cột Total. Thì mọi người sẽ thấy là cái cột Total tương ứng với nó, nhìn vào cái Component. Ở Component thứ 5, cái cột Total có giá trị là 1.051. Nghĩa là Component thứ 5 sẽ đại diện được cho một question. Và mình sẽ chỉ care những cái component nào mà nó đại diện cho từ một question trở lên. Chứ nếu mà dưới một question thì đâu được gọi là đại diện nữa, đúng không? Nên là mình chỉ care từ cái component thứ 5 trở lên thôi. Và nhìn tiếp qua hai cột nữa là tới cumulative percentage. Thì tại component thứ 5 sẽ có 73.465% của tất cả các câu hỏi trong sample có thể được đại diện bởi 5 component tốt nhất. Đó, ở cái phần này thì chỉ cần phân tích như đây thôi. Mình sẽ tập trung chủ yếu vô cái bảng cuối là cái bảng Rotated Component Matrix. Ở đây như hồi nãy đã nói là mình chỉ care tới những cái thằng nào mà có ít nhất một câu hỏi thôi, có thể đại diện ít nhất một câu hỏi thì mình có 5 component. Nhiệm vụ của mình ở đây á, là phải xác định coi component này nó sẽ đại diện cho cái nhóm câu hỏi nào và mình phải đặt tên nó. Thì mọi người nhìn vô component đầu tiên, mọi người sẽ thấy là component đầu tiên đại diện được cho 6 câu hỏi. Trong đó có 3 câu là về attitude toward McDonald's và 3 câu còn lại là về product evaluation. Thì mọi người sẽ thấy ở đây á, mình sẽ có một quy tắc khi đặt tên, đó là mình sẽ đặt tên theo cái số lượng câu hỏi nhiều nhất, cái nhóm có số lượng câu hỏi nhiều nhất. Nghĩa là ví dụ ở đây có 4 câu thuộc attitude và 3 câu thuộc product evaluation thì mình sẽ đặt tên theo attitude. Nhưng mà trong trường hợp này mọi người thấy số lượng câu hỏi giữa hai cái nhóm bằng nhau. Vậy thì mình sẽ có một cái quy tắc thứ hai. Đó là mình sẽ đặt tên dựa theo cái thằng có cái value lớn nhất.
có cái claim more value lớn nhất. Thì ở đây câu hỏi có claim more value lớn nhất chính là product evaluation thứ ba. Nên component đầu tiên sẽ được đặt tên theo product evaluation. Rồi, đến với component thứ hai. Trường hợp này cũng y như trường hợp đầu tiên. Và vì số lượng câu hỏi ở hai nhóm giống nhau nè, 2 PR và 2 PL, nên mình sẽ lấy cái nào có giá trị lớn nhất thì sẽ lấy theo PR là price. Nên component thứ hai sẽ có tên là price. Component thứ ba thì rõ ràng nó toàn thuộc strategy thôi, PS là strategy, nên là mình sẽ lấy theo tên của đúng cái nhóm này luôn. Tới component thứ 4 và thứ 5, mọi người sẽ thấy là ở component thứ 4 thì mình sẽ có hai câu hỏi từ FS là đại diện cho food safety. Thì mình sẽ đặt tên component thứ 4 theo food safety. Còn component thứ 5 vì nó chỉ chứa một câu hỏi thôi nên mình sẽ không tính nó. Tóm gọn lại là model của mình ở đây sẽ có 4 factor, 4 nhóm factor chính. Factor thứ nhất là product, là chính là component thứ nhất hồi nãy của mình. Factor thứ hai là price, thứ ba là promotion và cuối cùng là food safety. Sau khi đã xác định được mình sẽ có những nhóm factor nào thì mình sẽ phải đi tính giá trị trung bình của nó. Rồi mình tính xong thì mình nhớ để nó vào SPSS. Cách tính thì mọi người cũng có thể xem lại trong nốt. Cái đó là xong được cái technique thứ hai là factor analysis, reliability test và factor analysis là hai cái factor cơ bản giúp mình kiểm tra cái data. Tới cái bước so sánh là sẽ bắt đầu với cross tabulation. Rồi cross tabulation sẽ giúp mình kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến nên metric. Thì ở đây, ví dụ một câu, có phải là những người ở những cái nhóm tuổi khác nhau sẽ có những cái người bạn đồng hành khác nhau khi đi tới McDonald's? Điều này có đúng không? Để kiểm tra được cái này thì mình phải xài cross tabulation. Đây là cái bước chạy. Rồi, cái bản kết quả của cross tabulation khá là đơn giản. Chủ yếu là chỉ cần phân tích cái bản chi-square test thôi. Thì ở chi-square test mình sẽ phân tích cái gì? Đầu tiên là mình sẽ phải phân tích cái person chi square và phân tích cái giá trị sig của nó. Sig ở đây có giá trị gần bằng 0 và nhỏ hơn 5%, nghĩa là có relationship giữa hai cái biến nên metric này. Hay nói một cách cụ thể hơn là những người ở những nhóm tuổi khác nhau thì sẽ có những người bạn đồng hành khác nhau khi đi tới McDonald's. Còn cross tabulation khá là đơn giản tại vì nó toàn biến nên metric. Nên là khi gặp thì mọi người cố gắng là nói ngắn gọn, nhanh chóng để mình tiết kiệm thời gian dành cho những technique khác nha. Ok. Technique thứ tư của ngày hôm nay là sample t-test. Thì sample t-test sẽ bao gồm hai loại test chính. Một là independent sample t-test và cái thứ hai là pair sample t-test. Thì mình đầu tiên sẽ nhìn vô cái mục đích sử dụng của independent t-test trước. Ok, thì independent t-test sẽ giúp mình so sánh cái giá trị mean, so sánh cái mean của một biến metric cụ thể khi mà nó được đặt trong hai cái nhóm khác nhau. Nghĩa là ở đây ví dụ như là mình sẽ đặt câu hỏi là có sự khác biệt trong giá trị của food safety giữa hai cái nhóm gender hay không, giữa hai cái giới tính hay không. Rồi mình sẽ chạy SPSS. Biến phụ thuộc trong trường hợp này là biến food safety ở dạng metric và biến độc lập là biến gender ở dạng non-metric. Rồi cái bảng kết quả sẽ có hai bảng, một là bảng đầu tiên là về statistics, nhưng mà ở independent sample t-test á, thì mình sẽ phải phân tích bảng thứ hai trước là bảng independent sample test.
Và cái đầu tiên mình cần nhìn tới là cái cột Levine Test for Equality of Variance. Ở đây mình sẽ quan sát thấy cái sigma có giá trị là 0.278 và giá trị này hiện đang lớn hơn 5%. Khi mà cái này lớn hơn 5% thì mình sẽ có một cái assumption, đó là mình assume là giữa cái gender sẽ có equal variance, giữa hai cái nhóm gender sẽ có equal variance. Thì khi mình đã xác định là mình có xài equal variance rồi á, thì mình sẽ chỉ nhìn kiểm tra vào cái line này thôi, cái dòng đầu tiên thôi, không có nhìn cái dòng dưới. Rồi, sau khi xong Levine thì mình sẽ nhìn tới cái t-test for equality of means. Mình sẽ tiếp tục kiểm tra cái sig. Nói chung là môn SMA là nó gắn liền với sig này mọi người, nên là bài nào mà có sig thì mình phải nhìn sig trước. Đó, cái nguyên tắc vàng. Rồi, thì ở đây cái sig của mình đang là 0.949 và nó đang rất lớn hơn rất là nhiều so với 5%. Vậy nên mình sẽ kết luận là không có sự khác biệt về cái mean của food safety giữa hai cái nhóm giới tính. Rồi, mình sẽ dừng ở đây luôn. Trong trường hợp mà mọi người gặp tới cái sig mà nó bé hơn, ở lộn nó lớn hơn 5% là mình phải dừng luôn, tại vì đã không có sự khác biệt rồi. Nhưng mà giả sử đi, mọi người tưởng tượng là nếu cái sig này nó bé hơn 5% thì sao? Mình sẽ phải làm gì tiếp? Thì khi sig bé hơn 5%, mình sẽ phải tiếp tục đi so sánh coi là giữa hai nhóm này, nhóm nào ảnh hưởng nhiều hơn, nhóm nào có cái mean lớn hơn. Thì để làm được điều đó, mọi người sẽ kéo lên trên một chút xíu để tới cái bảng tên là Group Statistic. Thì ở cái group này, để so sánh mean thì mình nhìn đúng ngay cái cột mean luôn. Cột mean ở đây, theo quy ước á, thì mình sẽ quy ước gender 1 á, là nam và 2 là nữ. Thì ở đây 2 có giá trị là, nhóm 2 có giá trị là 3.368 và lớn hơn. À, nhóm 2 là nhóm nữ nha. Có nghĩa là nữ sẽ có cái mean về food safety lớn hơn nam. Ok. Đó là xong cái phần independent t-test. Bây giờ mình sẽ tới cái sub-technique thứ hai trong cái phần sample t-test. Đó là pair sample t-test, hay còn gọi là dependent t-test. Thì mặc dù cái tên nó khá là tương tự với independent t-test, nhưng mà về mặt cách dùng thì hai technique này khác nhau, nên mọi người đừng có nhầm lẫn. Pair sample t-test á, thì nó sẽ compare mean của hai biến metric trong cùng một sample. Nó khác với independent nha. Independent á, là compare mean của một biến metric trong hai cái nhóm, hai cái sample nhỏ. Cho nên là nó khác nhau. Thì một câu hỏi ở đây, có phải là purchase intention của khách hàng bị ảnh hưởng bởi product evaluation hay là price, cái nào nhiều hơn? Rồi, thì đầu tiên các bước chạy đơn giản như là mình coi not. Rồi, bảng kết quả thì cũng như tương tự như independent t-test, mình sẽ có hai cái. Cái bảng đầu tiên là cái bảng statistic và cái bảng thứ hai là cái bảng test. Thì mình sẽ nhìn cái bảng test trước nha. Cái bảng test ở đây, mình sẽ phải đầu tiên là nhìn vào cái sig. Cái sig ở đây đang cộng 0 và bé hơn 5%, nghĩa là có sự khác biệt. Rồi, có sự khác biệt giữa hai cái nhóm này, hai cái nhóm metric. Rồi, product và price. Thì mình sẽ kiểm tra coi, đã biết là có khác biệt rồi thì phải kiểm tra coi cái nào lớn hơn cái nào. Thì mình sẽ quay ngược lại cái pair sample statistic. Ở đây price có giá trị là 3.3676, lớn hơn product có giá trị là 3.0579. Thì mình kết luận là price nó sẽ ảnh hưởng tới purchase intention của customer nhiều hơn so với lại product. Rồi, đó là phần kết luận cho cái này. Mình tới luôn với ANOVA. Rồi, ý là hồi học SB thì có thể là nghe tới ANOVA là thấy rén rén. Hồi đó mình cũng rén, tại vì ANOVA hồi xưa SB kiểu nhìn nó phức tạp. Nhưng mà thiệt tới SMA, tại vì mình sẽ không còn học tính toán nữa, mà mình chỉ phân tích cái kết quả được máy chạy thôi, nên nó đơn giản hơn nhiều. Thì ở phần ANOVA mình kể có hai cái phần nhỏ hơn, đó là một là one way ANOVA và hai là two way ANOVA.
Thì với One Way ANOVA, theo lý thuyết thì nó sẽ được dùng khi mà mình muốn so sánh mean của một biến metric cụ thể trong 3 hoặc nhiều hơn 3 nhóm. Mọi người nhớ nhà 3 hoặc nhiều hơn 3 nhóm. Thì ví dụ có phải là purchase intention sẽ có sự khác biệt giữa những cái nhóm có tình trạng hôn nhân khác nhau hay không? Ở đây là tình trạng hôn nhân mình sẽ chia làm 3 cái nhóm. Một là single, hai là marriage và ba là marriage with kids, với ba nhóm được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử ANOVA trong SPSS để mọi người dễ theo dõi. Rồi, để chạy ANOVA trong SPSS thì mình sẽ phải vào Analyze và chọn Compare Means. Tại vì cái mục đích của ANOVA là để compare means giữa các nhóm. Compare means và chọn đúng technique One Way ANOVA. Rồi, sau đó mọi người sẽ thấy cái giao diện nó sẽ có hai cái ô trắng như này. Ô đầu tiên là ô dependent list. Dependent list thì dependent list trong câu hỏi hồi nãy mình vừa đọc ấy là purchase intention. Mình chọn đúng purchase intention mình bỏ vô. Mọi người để ý nha, purchase intention của mình đang ở dạng metric. Rồi, cái biến độc lập của mình trong đề hồi nãy sẽ là biến marriage. Thì ở đây mình sẽ có tới 4 nhóm, 4 cái non-metric variable có thể chọn. Mà bởi vì đề thì nó yêu cầu marriage nên mình sẽ bỏ marriage vô. Và mọi người nhớ là với ANOVA thì cái biến non-metric này phải có từ 3 nhóm trở lên mới chọn. Chứ nếu mà nó có 2 thì mình sẽ không xài One Way ANOVA cho nó, mà sẽ xài cái technique khác. Rồi, sau khi mà bỏ biến vô xong thì mọi người nhớ vào cái ô post hoc để mình kiểm tra. Mình sẽ chọn, mình sẽ tick cái LSD là cái LSD này. Rồi, mọi người click continue, rồi click OK. Sau đó thì SPSS sẽ cho mình hai cái bảng kết quả như này. Một là bảng ANOVA và hai là bảng post hoc test. Mình sẽ quay lại slide để phân tích kỹ hơn. Rồi. Rồi. Ở đây mình sẽ phân tích lần lượt trên xuống dưới, mình phân tích cái bảng ANOVA trước, sau đó là tới post hoc. Đầu tiên thì ANOVA mình sẽ phải nhìn SIG trước. SIG ở đây có giá trị là 0.258 và nó đang lớn hơn 5%. Mình kết luận liền luôn là không có relationship giữa hai cái variables này. Nghĩa là không có relationship giữa marital status và purchase intention. Thường thì nếu mà nó đã nói không có relationship rồi là mình có thể dừng ở đây luôn rồi. Rồi. Một trường hợp khác là khi cái SIG nó nhỏ hơn 5% thì sao? Thì khi SIG nhỏ hơn 5%, mình sẽ có thể kết luận là có relationship giữa hai cái biến. Ở đây thì câu hỏi của mình nó có sự thay đổi một xíu, là do cái dataset về McDonald's thì nó không có cho ra kết quả SIG bé hơn 5%, nên là tụi mình đã đổi thành một cái câu hỏi khác. Mình giới thiệu lại một chút một cái câu hỏi này. Ở câu hỏi này thì biến phụ thuộc vẫn là purchase intention, nhưng mà biến độc lập ở đây á, sẽ là biến age. Age ở đây sẽ được chia làm 4 nhóm tuổi. Nhóm bé hơn 18, nhóm từ 18 tới 24, nhóm từ 24 tới 32 và nhóm trên 32 tuổi. Rồi. Thì với SIG bé hơn 5%, mình sẽ kết luận là có relationship. Khi mà đã kết luận được là có relationship rồi thì phải đi kiểm tra coi thằng nhóm nào trong 4 nhóm age này nó sẽ có cái ảnh hưởng lớn hơn. Cái sự khác biệt giữa các nhóm là cái gì? Thì mình sẽ đi kiểm tra bằng cách mình xem cái post hoc test. Ở post hoc test thì mình sẽ tập trung để ý ba cái cột. Cột thứ nhất, cột thứ hai và cột thứ tư. Mình sẽ phải nhìn cột thứ tư trước nha mọi người. Bây giờ mọi người nhìn cái cột thứ tư đang được cái vùng khoanh đỏ đỏ ở đây. Thì mọi người sẽ thấy là SIG
Khi so giữa nhóm tuổi thứ nhất và nhóm tuổi thứ hai thì cái xích là 0.248 và đang lớn hơn 5%. Điều này có nghĩa là không có sự khác biệt của budget intention giữa hai nhóm tuổi này. Tương tự cho nhóm tuổi thứ nhất, khi so sánh nhóm tuổi thứ nhất và nhóm tuổi thứ ba, cái xích cũng lớn hơn 5%, không có sự khác biệt. Nhưng mà tới khi so nhóm tuổi thứ nhất và nhóm tuổi thứ tư thì mọi người sẽ thấy là cái xích của mình nó đã nhỏ hơn 5%. Hiện tại cái xích là 0.0114, nhỏ hơn 5%. Thì có một cái sự khác biệt khá là significant giữa group 1 và group 4. Còn giữa group 1 và group 2, group 1 và group 3, hoặc là group 2 và group 3 thì thật sự là không có sự khác biệt. Đó là cái mình có thể conclude. Và sau khi biết là có sự khác biệt giữa group 1 và group 4 rồi thì mình phải tiếp tục đi kiểm tra coi là hai group này thì thằng nào sẽ có cái mean lớn hơn. Thì để biết mean thằng nào lớn hơn, mình sẽ coi cái cột mean difference. Mọi người thấy mean difference giữa 1 và 4 đang có giá trị âm, nghĩa là group 4 sẽ có cái mean lớn hơn group 1, nó ảnh hưởng purchase intention nhiều hơn group 1. Rồi. Mọi người có thể làm tương tự như vậy khi so giữa group 4 và group 2, group 4 và group 3. Cái quy luật cũng như vậy thôi. Rồi. Đó là xong cái one way ANOVA. Bây giờ tới two way ANOVA. Thì two way ANOVA nó sẽ là một cái test để kiểm tra coi là giữa hai cái non-metric variable thì cái non-metric variable nào sẽ có ảnh hưởng lớn hơn tới cái independent variable của mình, tới dependent variable của mình. Và cái ví dụ ở đây là giữa age và income thì đâu sẽ là biến non-metric có ảnh hưởng lớn hơn tới budget intention. Rồi. Mình sẽ chạy thử SPSS phần này luôn. Với phần two-way ANOVA thì mình sẽ vào analyze và mình sẽ chọn general linear model. Sau đó tiếp tục chọn cái category là univariate. Click vào. Rồi. Theo câu hỏi thì ở đây của mình nó sẽ so sánh purchase intention. Coi coi là với hai cái biến non-metric đó, thì biến nào sẽ có ảnh hưởng tới purchase intention nhiều hơn. Thì biến phụ thuộc của mình hiện tại sẽ là purchase intention và nó là một cái biến metric rồi, nên là mình sẽ bỏ nó vô cái ô dependent variable, bỏ purchase intention vô ô dependent variable rồi, và hai cái biến age và income sẽ được bỏ vô cái ô fixed factors. Ba ô dưới này bao gồm random factors, covariate và WLS weight mình sẽ chưa đụng tới. Mà sau khi bỏ biến xong á, thì mình cứ việc click OK thôi, tại vì mọi thứ còn lại nó đều đã là default setting rồi. Rồi, mọi người click OK. Và SPSS sẽ chạy ra cho mình hai cái bảng như này. Hai cái bảng như này, bao gồm bảng between subject factors và bảng test of between subject effects. Ở two-way ANOVA thì mình sẽ không cần phải quan tâm cái bảng này, mình chỉ cần quan tâm cái bảng dưới lớn dưới đây thôi. Rồi. Rồi mình sẽ đi phân tích coi cái bảng lớn thì mình sẽ có cần chú ý những cái gì. Rồi. Mọi người nhìn quan sát bảng lớn nha. Thì cái bảng lớn ở đây á, nó có khá là nhiều dòng. Nhưng thiệt ra mình chỉ cần tập trung vào ba dòng chính, bao gồm cái dòng về age, income và interaction của hai cái biến này, chính là cái biến mà age sau income. Thì ở đây có thể là mình sẽ bắt đầu phân tích với cái biến interaction đi. Thì age sau income ở đây có giá trị xích là 0.097 và nó đang lớn hơn 5%. Nghĩa là cái effect của cái interaction này nó không significant đối với purchase intention. Tương tự cho cái biến age và biến income khi xét riêng lẻ thì nó cũng có xích đang lớn hơn 5%. Cho nên mình kết luận là age và income không có ảnh hưởng tới purchase intention. Rồi. Vậy
Nói đi một chút xíu về cái interaction này. Thì interaction này á, thường là researcher sẽ không thích cái interaction này nó có effect tới tới dependent variable. Tại vì interaction effect á, nếu mà nó có ảnh hưởng thực sự á, thì nó sẽ làm cho những cái biến mình ở đây, những cái biến có riêng lẻ của mình ở đây nó không còn được độc lập nữa. Cho nên là khi xét á, nó sẽ làm cái model của mình bị sai. Nên thường là mọi người sẽ muốn interaction này nó không significant. Và trong trường hợp này may mắn là nó đã không significant. Mình sẽ nói tiếp luôn về covariance của ANCOVA. Thì ANCOVA là thực ra nó chỉ là một cái dạng thêm một chút xíu, add thêm một chút xíu của two-way ANOVA thôi. Nghĩa là ở two-way ANOVA á, mình sẽ chạy bình thường, xong rồi khi mà mình add thêm một cái biến gọi là biến control vô thì nó sẽ biến thành ANCOVA. Rồi, câu hỏi ví dụ đây. So sánh cái effect của age và income lên purchase intention, nhưng mà có thêm một cái vế sau nữa là under the impact of product evaluation. Nghĩa là ở đây mình sẽ chèn thêm một biến control là product evaluation vô để mà mình giảm cái error của cái model của mình khi mình so sánh. Đó, tác dụng của control variable nó chỉ có vậy thôi, nó giúp giảm error. Các bước chạy gần như là y hệt nha mọi người. Xong rồi, chỉ có một cái chỗ cần thêm đó là cái chỗ covariate. Thì mình sẽ covariate thì mình sẽ nhét thêm cái product evaluation vô cái ô này. Nhớ là cái biến control phải là một biến metric. Đó, chỉ cần chú ý cái đó, mọi thứ còn lại y chang. Cả cái bản kết quả cũng giống luôn. Cái bản kết quả thì nó chỉ khác cái chỗ là nó sẽ có thêm một dòng về product. Nhưng mà từ đầu mình đã nhận định cái product này chỉ là một cái control variable thôi. Nên thực ra là mọi người không có cần phải đi phân tích nó. Nó không phải cái chính mà mình quan tâm, nó chỉ là cái biến giảm error thôi. Mình sẽ vẫn tập trung phân tích vô age, income và interaction giữa age và income. Thì ở đây, trong cái bài test hồi vườn ở trong two-way ANOVA thì mọi người thấy là cái significance của ba cái thằng này, cái nhóm ba thằng này nó đều lớn hơn 5%. Nhưng mà nhờ có cái product evaluation đóng vai trò là control variable thì bây giờ cái significant, cái sig nó đã thay đổi rất là nhiều. Bây giờ cả ba thằng này đều đang có sig là bé hơn 5%. Thì mình có thể kết luận là age và income đều có ảnh hưởng tới purchase intention, và thậm chí là nó còn có cái interaction effect, ảnh hưởng của interaction effect lên purchase intention nữa. Thì mọi người có thể thấy là mình không thể hoàn toàn rely trên two-way ANOVA để đưa ra kết luận, bởi vì thường là chạy SPSS nó sẽ có rất là nhiều cái lỗi, do là cái error thì lúc nào cũng có mặt. Nên là mọi người nên kiểm tra bằng nhiều cách để cho ra cái kết quả nó reliable nhất. Rồi, sau khi mình tin rằng qua phần chia sẻ chi tiết vừa rồi của chị Ngân thì tất cả các bạn đã có thể củng cố thêm những kiến thức cho mình. Và để việc ôn tập của chúng ta có thể đạt hiệu quả cao nhất thì ngay bây giờ hãy cùng giải lao giữa giờ 5 phút. Trong thời gian này thì mọi người hãy tranh thủ nạp năng lượng để có thể chuẩn bị cho phần ôn tập tiếp theo nha. Such a rush, I'm thinking, wish you were here. And I'm just tryna play cool now, but that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you know. But I could be a crush, I could throw you for a rush, like hoping you text me so I could tell you I've been thinking about you.
Tryna be with you now, you know. But I could be a crush, like throw you for a rush, like hoping you text me so I could tell you I've been thinking about your touch, like touch, 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 touch. I could be a crush, 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 crush. I got a fascination with your presentation, making me feel like you're on my island, you're my permanent vacation. Touch, 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 touch. Give it up. I know you think I'm cool.
Someone needs to get down. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you now. Các bạn ơi, đã hết thời gian giải lao rồi, chúng ta hãy quay lại với các phần ôn tập cùng với tutor để giải đáp những technique correlation and regression analysis, discriminant and logistic regression analysis, cluster analysis, multidimensional scaling and control analysis. Dạ, em xin mời chị Ngân chia sẻ về những technique còn lại nè. Ok, hy vọng là mọi người đã lấy lại năng lượng sau cái break. Mình sẽ tới technique thứ 7 của ngày hôm nay là correlation analysis. Đầu tiên mình xem cái usage của nó trước nha. Rồi, correlation analysis sẽ dùng để làm gì? Thì thường thì mình sẽ dùng correlation analysis chủ yếu là để kiểm tra cái mối quan hệ của các biến độc lập để xem coi là nó có bị tình trạng đa cộng tuyến hay không. Đa cộng tuyến trong tiếng Anh là multicollinearity. Để kiểm tra coi cái tình trạng này có còn tồn tại hay không, thì multicollinearity được coi là một cái vấn đề không tốt cho cái model của mình. Đây là cái tình trạng khi mà những cái biến independent nó đang bị mix với nhau quá nhiều, nó đang bị interact quá nhiều, và điều này sẽ làm cho cái model mình không còn chính xác. Vậy thì correlation sẽ giúp mình detect ra cái vấn đề này. Mình sẽ cùng xem coi là mình sẽ phải phân tích correlation analysis như thế nào. Rồi. Rồi, mọi người hãy nhìn vô cái bảng kết quả của correlation analysis. Ở correlation analysis á, thì thường là mình sẽ không còn phải để ý cái sig, tại vì sig thường là luôn significant. Nó luôn gần bằng 0. Cho nên là mình không còn phải quan tâm nhiều. Cái chủ yếu mình cần phân tích ở đây là cái Pearson correlation. Và mình sẽ tập trung vào phân tích Pearson correlation giữa các biến độc lập hơn là giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Rồi, thì cái quy tắc ở đây đó chính là mình sẽ muốn tớ
tất cả các biến độc lập sẽ không có correlation lớn hơn 0.7. Tại vì như đã nói thì nếu mà nó lớn hơn 0.7 có nghĩa là nó đang bị mix với nhau nhiều quá thì nó không tốt cho model của mình, nó đang bị đa cộng tuyến. Mình sẽ kiểm tra coi, mình phải lướt qua tất cả các person correlation giữa các biến với nhau để xem coi là có thằng nào lớn hơn 0.7 hay không. Và sau khi lướt qua một hồi thì mình detect được là promotion và product đang là hai biến độc lập bị multicollinearity. Và khi mà mình phát hiện ra có lỗi thì mình sẽ phải quay về cái bước factor analysis để kiểm tra lại coi mình có bỏ lỡ cái gì không khi mà mình phân nhóm. Thường nó sẽ là do mình chưa làm cẩn thận ở cái factor analysis nên nó mới còn multicollinearity. Rồi. Ví dụ như là mình sẽ khi mà cái correlation giữa cái biến độc lập và biến phụ thuộc mà nó lớn 0.7 á thì không có gì để lo ngại hết nha, tại vì mình đang muốn có cái sự relationship giữa hai cái đó mà. Mình chỉ lo khi mà giữa các biến độc lập nó bị mix với nhau nhiều quá thôi. Rồi. Đây là một cái trường hợp khác khi mà nguyên cái bảng của mình không có cái correlation nào nó lớn hơn 0.7. Correlation giữa purchase intention và per brand quality là 0.625 thì hoàn toàn bình thường. Và hơn thế nữa là purchase intention là biến phụ thuộc nên là nó sẽ không có bị multicollinearity ở đây. Mình sẽ không conclude cái gì hết và mình cho là cái model của mình đã ok, đã acceptable và mình sẽ làm được những cái bài test tiếp theo. Ở đây sẽ tới cái technique thứ 8 là technique regression. Thì regression cũng là technique giữa để test relationship giữa các biến metric. Nhưng mà cái mục tiêu của nó hơi khác so với correlation. Correlation chủ yếu là để detect multicollinearity. Còn ở regression thì nó sẽ giúp mình là tìm cái strength giữa những cái relationship của biến độc lập lên biến phụ thuộc. Mình sẽ chia nó làm hai cái loại nhỏ. Loại thứ nhất là simple regression, nghĩa là khi này mình sẽ chỉ có một biến độc lập và một biến phụ thuộc thôi. Ví dụ như là mình muốn kiểm tra coi là price có ảnh hưởng tới purchase intention hay không. Mình muốn test cái single relationship này thì mình sẽ xài single regression. Còn multiple regression á, thì mình sẽ test relationship giữa nhiều biến độc lập và một biến phụ thuộc. Rồi, mình sẽ coi về simple regression trước. Đây là cách chạy. Mình sẽ phân tích nó. Thì phân tích như thế nào? Đầu tiên, mình sẽ phải phân tích cái bảng coefficients. Coefficient của biến price lên biến purchase intention đang có sig là 0.00, nghĩa là nó bé hơn 5% đó. Mình có thể kết luận là price có ảnh hưởng tới purchase intention. Rồi, để mà biết cái độ mức độ lớn của cái ảnh hưởng này lên purchase intention là bao nhiêu thì mình sẽ phải tiếp tục chú ý phân tích cái số B này, cái giá trị B. Giá trị B của price đang là 0.490. Điều này nghĩa là price, khi mà price increase một unit thì purchase intention cũng sẽ tăng 0.49 unit. Ngoài việc phân tích cái độ lớn thì mình cũng phải nói thêm một chút xíu về cái model summary. Mình sẽ để ý coi là bao nhiêu phần trăm của purchase intention có thể được giải thích bởi biến độc lập là price. Thì đây với giá trị là 0.182 thì có nghĩa là 18.2% của purchase intention có thể được giải thích bởi biến độc lập price. Và đây là một kết quả đáng tin vì nó có sig bé hơn 5%. Tới cái loại multiple regression. Thì ở multiple regression thì mình sẽ có từ hai biến độc lập trở lên. Trong trường hợp này là mình đang dùng biến price và biến promotion. Biến độc lập thì cũng chỉ có một là purchase intention thôi nha. Rồi. Ở đây mình đầu tiên sẽ phải phân tích sig tiếp. Sig của price đang là 0.337, bé hơn 5%. Và sig của promotion cũng bé hơn 5%. Nghĩa là cả price và promotion đều có ảnh hưởng, đều có relationship với purchase intention.
khi mà biết nó có relationship rồi thì mình phải đi kiểm tra coi là thằng nào nó strong hơn, cái effect của thằng nào tới lên purchase intention nó strong hơn. Thì để biết á thì mình sẽ phải xem xét cái beta. Mọi người chú ý một chút là bên simple regression á, khi mà muốn kiểm tra cái strength, cái độ mạnh của effect á thì mình sẽ coi B. Nhưng mà khi tới multiple á thì mình sẽ phải kiểm tra beta. Thì beta ở đây promotion đang có giá trị beta là 0.537 và price là có beta là 0.173. Thì beta của promotion đang lớn hơn price, nghĩa là cái effect của promotion lên purchase intention nó strong hơn price lên purchase intention. Và cả hai đều ảnh hưởng bởi vì cả hai đều có sig lớn hơn 5%, ở bé hơn 5%. Rồi, mình liếc một chút xíu về cái model summary để biết coi là bao nhiêu phần trăm của purchase intention có thể được giải thích bởi hai cái biến độc lập là price và promotion này. Thì ở đây mình kết luận sẽ có 39.8% của biến phụ thuộc purchase intention có thể được giải thích bởi hai biến độc lập đã sử dụng là price và promotion. Rồi, đó là cái phần phân tích của regression. Mình đã tới được technique thứ 9 là discriminant. Discriminant thì phần này cái kết quả chạy ra khá là dài, nên là nếu mà trong bài thi mọi người gặp đó, thì mọi người phải kiểu nhớ kỹ và tranh thủ thời gian để mình trả lời cho kịp. Vì nó khá là dài nên là khoan, mình đầu tiên á mình sẽ đi qua một chút về giải thích coi thế nào là gọi là discriminant. Rồi, thì ở discriminant á thì SPSS sẽ giúp mình vẽ ra một cái gọi là discriminant line. Thì nó là một cái technique được dùng để phân loại các đối tượng thành nhiều cái nhóm khác nhau dựa trên cái đặc trưng của đối tượng đó. Ở đây có nghĩa là thiệt ra từ ban đầu những đối tượng này đã được phân sẵn rồi, nhưng mà mình đang muốn là nếu mà mình bỏ qua cái yếu tố được phân sẵn rồi thì khi mà dựa vào đặc trưng thì mình còn có thể phân nó ra những cái nhóm khác nhau hay không. Thì mình sẽ xài discriminant. Mình lấy một ví dụ nha. Giả sử mình muốn biết một cái sản phẩm là tốt hay xấu dựa vào đặc trưng của nó. Ví dụ những cái đặc trưng như là trọng lượng của nó thế nào, thể tích nó thế nào, màu sắc và mùi. Thì mình sẽ có hai nhóm cần phân là nhóm tốt và nhóm không tốt. Thì nhìn vào hình minh họa ở bên phải, mọi người sẽ thấy là mình assume đi là nhóm không tốt là nhóm cái hình tròn màu đen, còn nhóm tốt là hình tròn xanh lá. Thì SPSS khi chạy nó sẽ dựa vào những đặc trưng mà mình đã nêu, ví dụ như là mùi và màu sắc, để phân, để tạo ra một cái đường phân những cái dòng tròn này thành hai cái nhóm khác nhau. Nhóm bên phải, nhóm màu xanh lá là nhóm những cái được rate tốt, và nhóm màu đen là nhóm được rate là không tốt. Thì thật ra discriminant chỉ là một cái technique để predict thôi, predict cái nhóm, nên là nó sẽ không chính xác hoàn toàn. Bằng chứng là có một cái ô màu đen ở đây. Nó là màu đen nhưng mà nó lại được phân vô cái nhóm tốt. Đó. Cho nên là nó chỉ là một cái predict thôi và nó sẽ có sai sót. Một số những cái ví dụ về discriminant. Ở đây là hình về discriminant 3 level. Là nó sẽ phân cái sample của mình ra thành 3 nhóm. Và ở đây mọi người nhìn thấy là nó phân khá là hiệu quả, khá là effective khi mà mình có khá là ít những cái lỗi. Rồi. Đây cũng là một cái hình về discriminant 3 level mà nó khá hiệu quả. Còn cái hình bên phải này, như mọi người thấy nè, những cái biến nó bị, những cái observation nó bị mix với nhau rất là nhiều. Nghĩa là khi này có thể là do những cái đặc trưng nó không thể hiện rõ cái việc tốt xấu của cái sản phẩm, nên là SPSS không thể dựa vào những cái đặc trưng đó để phân nhóm được. Vậy nên đây là một cái trường hợp những cái groups bị mix too much và SPSS không có hỗ trợ mình để phân nhóm được. Rồi, bây giờ mình cũng sẽ chạy thử cái phần này, tại vì mình có nói là phần này nó cũng hơi dài và hơi phức tạp một chút xíu, nên mình sẽ dành thời gian mình chạy thử nó. Rồi, mọi người có thể vào SPSS. Rồi, như mình đã nói á, ở discriminant á, là nó là cái technique mà mình sẽ tìm kiếm coi là những cái biến độc lập nó sẽ ảnh hưởng mạnh như thế nào tới cái biến phụ thuộc,
Và biến phụ thuộc ở đây có một đặc điểm là biến phụ thuộc phải ở dạng non-metric. Trong bài của mình, biến phụ thuộc mà mình xài từ đầu tới giờ là purchase intention. Và purchase intention nãy giờ nó đều ở dạng metric hết. Nên là để chạy được discriminant thì trước đó mình sẽ phải transform cái biến này sang dạng non-metric. Nên là mọi người sẽ phải vào cái tab transform và chọn record into different variables. Người chọn cái này. Sau đó thì mọi người bỏ cái biến mà mình cần transform vô. Ở đây chính là biến purchase intention. Rồi, mọi người đặt cho nó một cái tên mới là purchase intention to level. Rồi, giả sử vậy đi. Sau đó mình sẽ vào O and new. Ở đây O and new sẽ giúp mình define cái giá trị của cái biến non-metric mới. Theo quy ước, mình sẽ quy ước là nếu ban đầu ở cái thang đo là metric mà purchase intention nó có giá trị là 1 tới 3 á, thì mình sẽ gán cho nó cái giá trị mới là 1. Còn lại, nếu cái giá trị của purchase intention ban đầu là từ 3 tới 5 thì mình sẽ gán cho nó giá trị là 2. Nhóm 1 sẽ là nhóm đại diện cho những người có purchase intention không cao, và nhóm 2 sẽ là nhóm những người có purchase intention khá cao. Đó là sự khác biệt giữa hai nhóm, đặc tính của hai cái nhóm đó. Rồi, thì sau khi mà đã hoàn thành sau cái yêu cầu á, thì mình sẽ click OK. Rồi, click OK thì SPSS nó sẽ ra một cái dòng code là nó đã tạo được biến cho mình. Nó đã tạo xong biến cho mình. Record purchase intention into purchase intention to level đã được execute rồi. Thì mọi người nhớ là mình nên quay lại kiểm tra coi là nó đã tạo đầy đủ biến chưa, nó có bị miss cái nào hay không. Mình kéo dọc dọc xuống để mình coi là có bị thiếu hay không, hay là có bị sai không. Rồi, sau khi kiểm tra thấy là mình có đầy đủ biến rồi thì mình mới bắt đầu thực hiện cái step discriminant analysis được. Mọi người vào analyze và chọn cái mục là classify. Rồi, chọn classify, sau đó là vào discriminant. Ở đây mọi người sẽ thấy là có ba cái ô trắng. Ô đầu tiên là grouping variable, ô thứ hai là independence và ô thứ ba là selection variable. Mình sẽ chỉ quan tâm hai ô đầu thôi. Thì ở đây grouping variable chính là đang nhắc tới cái biến phụ thuộc ở dạng non-metric của mình. Mình đã tạo rồi, nó là cái biến purchase intention to level, mình bỏ nó vô. Rồi, sau khi bỏ vô thì mọi người phải làm một cái bước nhỏ là cái bước define range. Ở đây là nó muốn mình là xác định coi cái giá trị maximum và minimum của cái purchase intention là bao nhiêu. Thì bên này mình hồi nãy mình đã quy ước là purchase intention sẽ có hai giá trị là 1 với 2. Thì đương nhiên min là 1 và max sẽ là 2. Nên là mình click 1 với 2 xong thì mình nhấn OK, nhấn continue. Rồi, với cái bảng independent thì mình sẽ bỏ tất cả những cái independent mà mình có vô. Ở trong trường hợp này thì mình sẽ có xài ba cái là price, promotion và food safety. Rồi, sau khi bỏ xong thì mọi người cũng không còn làm gì khác hết, mọi người chỉ cần click OK thôi. Những cái còn lại thì nó đã là default setting rồi. Rồi, mọi người click OK xong, mọi người sẽ ra được khá bảng, khá là nhiều. Có tầm 5, 6 bảng gì đó cần phân tích. Nói chung là cái phần này rất là nhiều bảng. Rồi, mình quay lại slide để mình coi là mình phân tích nó như thế nào. Rồi, ở đây mình sẽ bắt đầu với bảng eigenvalues. Ở eigenvalues thì mình phải nhìn vô cái gì? Ở đây mình sẽ phải nhìn vô canonical correlation. Canonical correlation hiện tại ở trên màn hình đây là 0.631. Thì mình sẽ phải lấy cái số 0.631 này, mình mũ 2 lên để mình được cái giá trị là 0.3981. Thì 0.3981 này giải thích cái gì? 0.3981 hay tương đương với 39.81% sẽ giúp mình giải thích coi là bao nhiêu phần trăm của dependent variable có thể được explain bởi independent variables mình đã dùng. Hay cụ thể hơn trong trường hợp này là có 39.81% của purchase intention có thể được giải thích bởi ba cái biến mình đã dùng, bao gồm là price,
product với lại còn một cái nữa. Rồi thì sau khi phân tích canonical correlation xong thì mình sẽ tiếp tục với bảng Weak Lambda. Weak Lambda này thì mình sẽ phải coi sig trước. Nó rồi là cái nào mà có sig phải coi sig trước. Rồi thì sig ở đây đang bé hơn 5%. Mình có thể một cái kết luận nhỏ là SPSS có thể tạo được cái discriminant line để phân hai cái nhóm này ra dựa trên những cái tính chất của nó về những cái independent variable. Rồi sau khi đã biết là SPSS dùng được trong trường hợp này rồi á, đã có thể tạo ra discriminant line rồi á, thì mình sẽ tiếp tục phân tích coi là cái discriminant line này nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi biến nào nhiều nhất. Function 1 chính là cái discriminant line của mình đó. Thì nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi biến nào nhiều nhất? Thì ở đây mọi người sẽ thấy là product đang có cái coefficient là 1.349 và là cao nhất trong cả ba cái independent variables có mặt trong cái phần chạy này. Cho nên mình sẽ nhận định được là product là cái factor ảnh hưởng tới purchase intention nhiều nhất trong trường hợp này. Và còn một cái phần nữa mình cần phân tích ở đây, đó chính là cái bảng classification result. Classification result mình sẽ chú ý vào cái cross validated, cái phần cross validated. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy là nó có một cái mục là correct discrimination ratio. Thiệt ra nó chính là tính coi là cái SPSS á, cái discriminant line mà SPSS nó tạo ra, nó đã predict được chính xác bao nhiêu phần trăm trong tổng cái sample của mình. Rồi thì nó sẽ predict chính xác khi mà cái thực tế, cái của thực tế trong đề nó giống với cái kết quả predict. Thì ở đây những cái thằng được count ở nhóm 1 cũng được predict trong nhóm 1 là mình sẽ có được cái giá trị 45 đầu tiên, và cái 45 thứ hai là những thằng được count ở nhóm thứ hai cũng được predict nằm ở trong nhóm thứ hai. Thì mình cộng hai cái này lại rồi mình chia cho tổng sample, mình sẽ ra được là sẽ có 75.63% của cái model này đã được classify chính xác bởi discriminant line. Trong lúc thi thì mọi người sẽ không cần phải ngồi tính cái số này, mà cái số này nó sẽ nằm ngay ở dưới cùng của cái bảng classification result. Nó nằm ở cái dòng C. Đó, cái câu 75.6% of cross-validated group class cases correctly classified. Rồi, vậy là mình đã phân tích xong được cái discriminant two level. Rồi, ở đây mình sẽ tiếp tục với cái phần discriminant three level. Thì ở 3 level thì cái bước chạy nó cũng tương tự với 2 level. Khác một chút xíu là ở cái chỗ khi mà mình tạo biến mới á, thì mọi người nhớ tạo là 3 group. Rồi. Và khi classify thì mọi người nhớ click vô cái chỗ combine group để mà nó vẽ ra cho mình cái chạy. Rồi. Ở đây mình sẽ phân tích theo thứ tự y chang với discriminant two level, là đầu tiên canonical correlation. Tuy nhiên ở đây canonical correlation nó có tới hai value, cho nên là mình sẽ không có quan tâm nó nữa, mà mình nhảy thẳng tới Weak Lambda. Weak Lambda ở đây cũng có hai value là gồm hai cái sig. Cả hai sig này hiện tại đều đang bé hơn 5%. Nghĩa là mình nên dùng cả hai function để mình miêu tả, để mình phân tách cái nhóm sample này. Thì ở đây lý do mà mình có tới hai cái discriminant line á, là do mọi người thấy là ở bên discriminant two level á, mình chỉ có hai nhóm thôi. Thì hai nhóm thì chỉ cần một line thôi để chia ra. Nhưng mà tới đây có tới ba nhóm thì đương nhiên phải cần tới hai line để chia ba cái nhóm ra. Đó, cái lý do nó chỉ có vậy thôi. Thì sau khi đã quyết định là dùng cả hai nhóm để explain cái model rồi, thì mình sẽ phải coi là ở từng cái function, ở từng cái discriminant line, thì cái factor nào sẽ ảnh hưởng cái function đó nhiều nhất. Ở đây mọi người sẽ thấy nhìn vô cột 1 là function 1, thì product đang là cái thằng ảnh hưởng function 1 nhiều nhất với coefficient là 1.355.
Và với function 2 thì promotion sẽ là cái thằng ảnh hưởng function 2 nhiều nhất. Mọi người nhớ cái này đi vì nó khá là quan trọng. Rồi. Hồi nãy mình có nhắc mọi người là click vô combine group để nó vẽ ra cho mình được cái chart này. Rồi, thì mình sẽ phải đi phân tích cái phần này nha, không được bỏ nha. Thì ở đây ba cái ô đen xanh đen vuông ở đây là đại diện cho ba cái level của purchase intention. Level 1 là những người có cái purchase intention khá là thấp. Level 2 là những người có purchase intention trung bình. Và level 3 là những người có purchase intention được coi là khá cao. Thì mọi người sẽ phải biết là mình với vai trò là chủ doanh nghiệp thì mình sẽ quan tâm nhiều hơn tới những người mà có cái ý định mua hàng cao. Mình sẽ cố lôi kéo những cái người đó về với mình. Nên là cái nhóm mà mình sẽ chú tâm vô nhất á, là cái nhóm thứ 3. Cái nhóm có purchase intention cao nhất. Thì ở đây, nhóm có purchase intention cao nhất này đang có khoảng cách khá là gần với lại function 1. Gần hơn so với khoảng cách của nó với function 1, gần hơn so với khoảng cách của nó với function 2. Cho nên mình có thể hiểu là function 1 sẽ có thể ảnh hưởng tới cái nhóm người này một cách dễ dàng hơn. Vậy thì function 1 làm thế nào để mà mình improve cái function 1? Thì quay ngược lại cái standardized canonical coefficient, mọi người sẽ thấy là function 1 sẽ được ảnh hưởng, bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi product. Nghĩa là ở đây khi mình muốn thu hút những cái người thuộc cái nhóm purchase intention cao này thì mình sẽ phải ảnh hưởng gián tiếp thông qua product. Và nếu mà mình đã cải thiện được product rồi mà mình vẫn còn muốn là tăng cái độ tốt của cái purchase intention nữa thì mình sẽ tiếp tục ảnh hưởng thông qua cái price, mình improve cái price để mà mình tăng được cái nhóm purchase intention nhóm 3 này. Rồi. Cái classification result sẽ là cái mình phân tích cuối. Và như hồi nãy đã có chia sẻ qua rồi, mọi người chỉ cần đọc ở cái dòng C thôi, là ở đây mình sẽ có 68.1% của cái sample của mình đã được classification đúng. Và cái này là tốt. Thường thì với tiêu chuẩn của những người researcher, người ta không quá strict á, thì chỉ cần cái con số này, cái phần trăm này, cái correct discrimination ratio mà nó chỉ cần lớn hơn 33.33% thôi là mình đã ok rồi. Nên là con số 68.1 là một cái con số rất là tốt. Rồi. Cái phần logistic regression analysis nó là một cái phần được chung chương với lại discriminant. Tại vì cái mục đích dùng của tụi nó cũng khá là cái sự tương đồng với nhau. Thì mình sẽ nhìn xem là tại sao nó lại tương đồng. Thì với discriminant thì nếu mọi người nhớ kỹ lại thì discriminant sẽ giúp mình kiểm tra coi là cái independent nào có cái ảnh hưởng strong nhất tới dependent variable. Tuy nhiên nếu mọi người chú ý thì mọi người sẽ thấy là ở discriminant khi mà nó chỉ nói về cái độ strong thôi, cái factor nào ảnh hưởng mạnh nhất thôi, chứ nó không có nhắc về cái sig. Khi mà nói về cái độ ảnh hưởng có nghĩa là nó không có xác thực được là cái relationship đó nó có thật sự reliable hay không. Thì với logic nó sẽ giúp mình khẳng định coi là cái relationship có thật sự tồn tại hay không. Rồi. Thì ở đây các bước chạy thì mọi người xem nốt nha. Mình sẽ đi tới cái bước phân tích luôn cho nó nhanh. Rồi. Logic regression thì mình sẽ không có quan tâm tới cái bảng là cái block 0, mình sẽ không quan tâm đến nó. Mình sẽ chỉ coi cái block 1 thôi. Vậy ở cái block 1 thì mình sẽ phải kiểm tra cái gì? Ở đây ở block 1 mình sẽ coi cái model summary. Mình sẽ coi cái model summary. Thì cái model summary này nó có cái natural Kerr R square là 0.518. R-square sẽ giúp mình kiểm tra xem là bao nhiêu phần trăm của dependent variable có thể được giải thích bởi những cái independent mà mình đang xài. Thì ở đây là mình sẽ có là 51.8% của purchase intention có thể được giải thích bởi những cái independent variable mình đã xài. Rồi,
Cái đó là xong phần nhỏ, cái bản đầu tiên. Tới cái bản thứ hai thì mình khi mà đã xác định là có ảnh hưởng á thì mình sẽ phải coi cái xích nha. Thì đây mọi người thấy là product nó có cái xích bé hơn 5%. Thì mình sẽ nói là product có ảnh hưởng tới purchase intention. Còn với price và promotion và food safety, cả ba thằng này đều có xích quá lớn và lớn hơn 5%. Nên là mình conclude là nó sẽ không có ảnh hưởng, không thực sự có ảnh hưởng. Và mình sẽ chỉ dừng được ở cái bước là có ảnh hưởng hay không thôi. Tại vì như đã nói từ đầu, logic sẽ không có cho mình biết là cái ảnh hưởng nào mạnh hơn cái ảnh hưởng nào, mà nó chỉ cho mình biết là có hay không, sự ảnh hưởng có tồn tại không, relationship có tồn tại không. Rồi, đó là cái cách sử dụng của logic và cách phân tích của logic. Mình sẽ tới với technique thứ 11 là cluster analysis. Rồi, ở cluster analysis thì đây là một cái technique dùng để segment nguyên cái sample của mình. Nó sẽ giúp mình coi là SPSS sẽ giúp mình suggest coi là mình nên chia cái sample thành bao nhiêu cái segment. Mọi người chú ý là chia thành bao nhiêu cái segment mình đang chủ đây gọi là sao ta? Đang nhắm một cái số lượng hơn là cái tính chất của từng nhóm. Rồi, đây là cái cách chạy mình rồi đây là cái bản kết quả chính mà mình cần phân tích khi mà chạy hierarchical ở cluster. Thì ở đây nó sẽ có cái tên là dendrogram. Thì cái cách phân tích ở đây á là khi mà mình bắt gặp một cái đoạn thẳng dọc á thì mình sẽ tự động kẻ một cái vertical line thẳng xuống, một cái đường vertical line thẳng xuống, và mình kẻ vậy cho tới hết. Thì sau khi kẻ xong thì mình sẽ coi coi là cái khoảng cách giữa cái dòng kẻ nào mà nó giữa hai cái đoạn kẻ đó mà cái khoảng cách nào nó lớn nhất á, thì mình sẽ đếm số lượng cái đường ngang trong cái khoảng đó. Ví dụ như ở đây giữa hai dòng đỏ là nó có cái khoảng cách ngang rất là dài. Thì để biết coi là SPSS suggest mình là sử dụng bao nhiêu segment á, thì mình sẽ đếm số lượng hàng ngang có trong cái khoảng đó. Ở khoảng đó mình đang có hai hàng, nghĩa là SPSS suggest mình nơi chia cái sample thành hai segment. Đây là cái ý nghĩa của cluster, hierarchical cluster. Ngoài ra ở phần cluster mình còn một cái technique nữa gọi là k-means cluster. Thì nếu hierarchical là để xác định coi có bao nhiêu nhóm, có bao nhiêu segment mình nên chia cái sample thành, thì ở k-mean nó sẽ giúp mình identify được cái characteristic của những cái nhóm này. Đương nhiên cái việc identify đó là cái việc mình phải làm kiểu thủ công nha, nó chỉ gợi ý cho mình về cái number thôi, mình sẽ phải là người đi phân tích. Rồi. Vì ở cái phần này nhưng là ở cái bước trước SPSS đã suggest mình là mình sẽ có hai nhóm, nên là mình sẽ thử chạy hai nhóm của k-mean cluster. Thì ở đây nó sẽ có cluster thứ nhất và cái cluster thứ hai. Nếu mà ngồi nhìn thì sẽ thấy là cluster thứ nhất sẽ có mean lớn hơn cluster thứ hai ở mọi independent, ở mọi variable. Nghĩa là mình có thể gọi cái nhóm người thứ nhất này là những người dễ tính, còn cái nhóm người thứ hai là cái nhóm người hơi khó tính. Rồi, thì vậy thì mình chỉ đưa ra được kết luận ở đó thôi. Thật ra thì cái số lượng hai segment mà SPSS suggest á, nó không phải là một cái con số ổn để mà mình làm. Nhưng mà do là cái phần này thường là mình sẽ làm tới khoảng 3-4 segment để mình xác định được cái characteristic. Nhưng mà cái việc phân tích thì nó khá là dài nên chắc là mình sẽ không gặp ở trong bài. Nếu mà mọi người có thời gian thì có thể đọc kỹ hơn trong handbook. Rồi, cái technique thứ 12, kể cuối. Rồi, technique này thì là technique về multi-dimensional scaling. Rồi, thì đây là một technique dùng để gọi là sao ta? Để định vị cái brand của mình so với những cái đối thủ trong ngành.
Thì ở đây là trong cái model này á, thì mình sẽ so sánh về cái mặt hàng điện thoại và cái brand của mình dùng sẽ là brand Samsung, và mình sẽ muốn biết coi là Samsung sẽ có những cái ưu nhược điểm như thế nào so với đối thủ của mình, và ai sẽ là đối thủ trực tiếp và gián tiếp của Samsung. Mình sẽ qua cái phần bước chạy và mình đi thẳng tới cái kết quả của multi-dimensional scaling luôn. Rồi, sau khi chạy multi-dimensional scaling xong, mình sẽ thu được một cái bảng gọi là cái bảng distance. Thì cái bảng distance nó nêu lên cái khoảng cách giữa các cái brand với nhau. Khoảng cách càng gần nghĩa là hai brand có sự tương đồng lớn và sẽ là đối thủ trực tiếp của nhau. Thì mọi người sẽ thấy ở đây, brand chính của mình là Samsung, nên là mình sẽ đi so khoảng cách của Samsung với những cái thằng khác. Thì sau khi so xong thì mình identify được là Samsung đang có khoảng cách rất gần với Xiaomi. So trong tất cả những cái brand mà mình dùng ở đây thì Samsung có khoảng cách gần nhất là với Xiaomi. Nghĩa là Xiaomi đang là đối thủ trực tiếp nhất của Samsung trong trường hợp này. Rồi. Thì cái bảng này là một cái visualize cho cái distance table hồi nãy. Cái bảng này tên là bảng internal spatial map. Đây. Thì Samsung với Xiaomi nó có khoảng cách khá là gần nên là nó là the most direct competitor. Ngoài ra thì Samsung với Apple cũng có khoảng cách tương đối gần luôn, nên là mình cũng có thể classify Apple là một cái nhóm direct competitor. Những cái thằng bên phải bao gồm Realme, Vivo, Nokia, Huawei và Oppo đều có khoảng cách khá xa so với Samsung. Thì mình gọi những nhóm này là những indirect competitors của Samsung. Rồi. Sau khi biết được đâu là direct và đâu là indirect rồi, thì mình cũng có thể làm thêm một cái bước xác định coi là Samsung đang đang có thế mạnh ở cái lĩnh vực nào và những cái đối thủ của Samsung thì có thế mạnh ở lĩnh vực nào. Ví dụ như so về perceived brand quality thì Apple là thương hiệu có cái mean của perceived brand quality lớn nhất, nghĩa là người tiêu dùng tin tưởng vào cái chất lượng của Apple, rất là tin. Còn khi mà nói về brand image thì Oppo đang là thằng dẫn đầu trong thị trường. Mình thấy được là những cái thằng này có thế mạnh gì. Rồi. Ngoài ra thì mình còn có thể so sánh Samsung với lại một cái thằng gọi là perfect brand. Perfect brand ở đây có nghĩa là cái thằng brand được đánh giá cao ở mọi mặt, ở mọi cái điểm. Ví dụ như là brand quality nó cũng cao nhất, rồi brand image nó cũng cao nhất. Và nếu mà mình sử dụng Likert scale á, thì thằng perfect sẽ là cái thằng có điểm ở mọi phần là 5. Tại vì nó perfect mà thì điểm cao nhất là điểm 5. Rồi. Thì mình cho cái tạo cái data này. Xong rồi mình sẽ chạy thử coi là so với thằng perfect á, thì Samsung ở đâu. Thì mọi người nhìn, mọi người sẽ thấy là thằng perfect là cái thằng nằm ở chỗ này. Rồi, perfect competitor in the market. Rồi còn Samsung thì nó đang nằm ở đây. Thì mình kiểm tra coi hiện tại thì thằng nào đang có khoảng cách gần thằng perfect nhất, thằng nào là gọi là gần chạm đến sự hoàn hảo nhất. Thì ở đây mình sẽ thấy là Apple đang có cái khoảng cách gần nhất với perfect. Nghĩa là tính tới thời điểm hiện tại thì Apple là thằng perfect nhất trong thị trường. Rồi. Rồi mình sẽ thấy được, mình sẽ so sánh được cái distance luôn. Sau Apple thì Samsung chính là cái thằng có cái khoảng cách, ủa không, cũng không phải Samsung nữa. Sau Apple thì là Xiaomi là có khoảng cách, Samsung chứ, Apple tới Samsung xong tới Xiaomi là ba thằng có khoảng cách nhỏ nhất với cái perfect, nghĩa là nó gần perfect nhất. Rồi. Đó là cái mục đích của multidimensional scaling. Technique cuối cùng của ngày hôm nay là control analysis. Trời ơi, cuối cùng để tới technique cuối cùng. Rồi, thì ở technique này nó sẽ giúp mình test coi là khi mà mình launch một cái sản phẩm mới ấy, thì customer nó sẽ care về những attribute nào và nó sẽ có những mong muốn nào về những attribute này.
Thì ở đây mình sẽ phải là cái người brainstorm ra những cái attribute và sau đó mình sẽ đưa cho customer so sánh coi là họ thích cái thích chọn cái đặc điểm nào của cái attribute đó hơn. Ví dụ đây, nhà sản xuất cho là sẽ có ba cái đặc điểm mà customer quan tâm. Đầu tiên là về giá, thứ hai là về kích cỡ của điện thoại, thứ ba là về cái loại màn hình. Về giá thì mình sẽ có hai cái mức để chọn, một là cao và thấp. Về size thì mình sẽ cũng có hai mức, một là size màn hình kiểu vừa medium hoặc là size lớn large. Và về màn hình thì sẽ có hai loại là màn hình gập và màn hình không gập. Đó là cái ba cái attribute của mình. Sau khi có được ba attribute rồi thì mình sẽ phải đi create những cái profile điện thoại. Kiểu như cái này nó khá là giống với kiểu toán quy tắc nhân á. Có màn hình thì có hai lựa chọn, rồi size thì có hai lựa chọn, rồi giá cũng có hai lựa chọn. 2 mũ 3 thì là mình sẽ tạo ra được 8 cái profile. Thì sau khi mà mình tạo được profile xong, mình sẽ đem cái thông tin về cái profile này mình cho những cái khách hàng đi đánh giá, họ đánh giá nó. Họ đánh giá ranking nó từ 1 tới 8. Sau khi collect được user preference xong, thì mình sẽ run nó ở trong cái control. Ở control này thì mình sẽ có một cái code sẵn mà thầy gửi. Mình chỉ cần thay đổi cái tên, địa chỉ trong thư viện thôi là mình sẽ chạy được. Rồi. Thì sau khi chạy xong mình sẽ ra được hai cái bảng kết quả. Một là bảng utilities, hai là bảng importance value. Mình sẽ nhìn cái bảng đầu tiên chút. Ở cái bảng đầu tiên nó sẽ cho mình biết coi là với từng attribute thì cái lựa chọn nào là được khách hàng ưa thích hơn. Thì ở đây với về giá thì mọi người thấy là khách hàng đang thích cái điện thoại có giá cao hơn. Còn với size thì người ta lại thích điện thoại có size medium, chứ đừng nên là to quá. Và với màn hình thì foldable là người ta thích hơn. Vậy nên là nếu mà mình là nhà sản xuất thì mình nên cân nhắc mình đưa ra những cái sản phẩm có những cái yếu tố mà khách hàng thích. Ngoài ra thì nó còn giúp mình ray coi là cái trong ba cái attribute này về giá, về size và về loại màn hình thì cái yếu tố nào sẽ là quan trọng nhất. Thì yếu tố quan trọng nhất ở đây sẽ là price, bởi vì cái importance values của nó là lớn nhất. Nó đang là 50.595, gần như là sẽ gấp đôi so với size và screen. Nên là nhà sản xuất cần pay attention to price. Rồi. Sau cái phần control là mình đã đi qua được hết gần như là tất cả các technique mình đã học trong SMA rồi. Là sau đây sẽ là một cái phần giúp mọi người phân biệt một vài cái technique mà nó khá là tương tự nhau ấy, có thể làm mọi người nhầm lẫn. Thì đầu tiên đối với cái việc là mình kiểm tra data thì mình sẽ có hai loại test mình có thể dùng. Một là reliability test và hai là factor analysis. Vậy cái sự khác nhau giữa hai cái thằng này là gì? Đầu tiên là reliability thì nó sẽ giúp coi là phân biệt coi là cái nhóm câu hỏi của mình nó đã focus vô đúng cái nhân tố mình chọn hay chưa. Còn factor analysis á, nó sẽ có cách dùng là nó giúp mình giảm cái số lượng câu hỏi có trong nguyên cái sample để mà mình nhận được một cái set sample nó useful hơn và nó nhỏ hơn, nhẹ hơn. Rồi. Còn nói về khi mà mình phân tích coi là một cái biến metric đó, nó có sự khác biệt, cái giá trị của nó có bị khác trong những cái group khác nhau hay không, thì mình sẽ có hai cái loại test để mình test nó. Một là independent t-test và hai là one-way ANOVA. Hai thằng này thiệt ra nếu mà đọc câu hỏi đó, thì sẽ có những trường hợp là câu hỏi y như nhau luôn. Vậy thì làm cách nào để phân biệt? Cái cách phân biệt ở đây là mình phải dựa trên cái số lượng nhóm của cái non-metric variable. Như mọi người thấy là ở independent t-test á, là cái non-metric variable nó sẽ chỉ được chia làm hai nhóm. Ví dụ như nó hỏi về gender thì gender ở đây trong cái model mình chỉ dùng số lượng gender là hai thôi, một là male, hai là female. Còn ANOVA
Thì khi mà nhóm á, thì cái số lượng nhóm trong OneWay ANOVA nó phải lớn hơn hoặc bằng 3 thì mình mới dùng nó. Đó là cái cách phân biệt. Và mọi người nên nhớ là không phải lúc nào á, trong cái đề nó cũng nhắc cho mình là mình có hai gender hay là mình có hai cái nhóm tuổi để mà mình biết mình chọn independency test. Nên là ở cái bước đọc bài á, thì mọi người nhớ đọc kỹ cái phần non-metric variable chứ đừng có lướt qua. Ví dụ như một cái câu hỏi là có sự khác biệt giữa product evaluation giữa các nhóm tuổi hay không, nhưng mà trong trường hợp này nhóm tuổi á, số lượng nhóm tuổi tới hai, chỉ có hai nhóm thôi, thì mình phải nói là independency test. Nhưng mà trong một trường hợp khác số lượng nhóm tuổi là tới ba nhóm thì mình không được chọn independency test nữa mà phải chọn OneWay ANOVA. Mà mọi người chỉ cần nói sai thôi là coi như cái phần này không điểm. Nên là mọi người cẩn thận, nhớ đọc đề chứ không phải là show đề để vui nha mọi người. Rồi. Một cái xét nghiệm khác nữa, hai cái xét nghiệm khác nữa dễ bị nhầm lẫn, đó là regression và correlation. Thì cả hai cái này đều để gọi là tìm hiểu về cái mối quan hệ giữa các biến metric với nhau. Vậy thì cái sự khác biệt là ở đâu? Thì mọi người nên để ý là ở correlation đó, nó sẽ tập trung chủ yếu vô cái việc detect cái vấn đề multicollinearity hơn là test coi là dependent với lại independent có thực sự có relationship hay không. Correlation sẽ tập trung vào relationship của các independent hơn là giữa independent và dependent. Mọi người nhớ nha. Còn ở regression thì đương nhiên là nó là một cái technique quen thuộc để tìm hiểu coi là giữa biến phụ thuộc và biến độc lập có cái quan hệ không. Nó quen thuộc rồi. Nên là mọi người chỉ cần nhớ kỹ là correlation sẽ tập trung giữa độc lập và độc lập hơn. Rồi. Rồi. Một cái nhóm nữa thường hay bị lộn đó chính là discriminant và logic analysis. Thì discriminant đó, như mọi người đã thấy cái câu hỏi là nó sẽ giúp mình identify coi là cái factor nào, cái metric independent variable nào có ảnh hưởng lớn nhất tới cái dependent variable ở dạng non-metric. Tuy nhiên là nó sẽ không cho mình biết là cái ảnh hưởng này nó có reliable hay không, có nghĩa là nó không có cung cấp sức cho mình để coi là cái relationship này nó có thật hay không. Nó không cho mình cái đó. Ngược lại thì logic nó sẽ giúp mình kiểm tra coi là có thực sự có relationship hay không. Tuy nhiên là nó sẽ không cho mình biết là cái thằng nào là mạnh nhất. Nó không cho mình biết về cái strength giữa cái relationship đó. Cho nên hai cái này mặc dù là nó tương tự nhau nhưng mà nó có sự khác biệt. Discriminant sẽ focus vô cái strength của relationship, còn logic sẽ focus vô cái việc là cái relationship đó có thật hay không, có reliable hay không bằng cách cung cấp sig. Rồi, một hai cái loại technique cuối mà dễ nhầm lẫn đó là hierarchical cluster và k-mean cluster. Thì hierarchical và k-mean khá là dễ phân biệt bởi vì một thằng hierarchical là để chia để tìm số lượng segments. Còn k-mean là để tìm ra tính chất của những cái segment đó, những cái cluster được chia. Nên là mọi người đừng có để mà bị nhầm lẫn giữa hai cái thằng này, vì nó cũng không có phức tạp. Một cái là số lượng, một cái là tính chất. Rồi, mọi người đừng có để bị nhầm. Dạ, em xin cảm ơn. Cái đó là xong phần chia sẻ. Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ rất là hữu ích của chị Ngân ạ. Và bây giờ thì tụi mình sẽ cùng nhau bước vào phần Q&A nha. Các bạn hãy thử đặt câu hỏi để có thể được chị Ngân giải đáp thắc mắc một cách chi tiết nhất. Mọi người có thể mở mic lên hoặc là gửi câu hỏi vô bác chat thì ban tổ chức tụi mình sẽ đọc những câu hỏi của các bạn dành cho chị Ngân. Dạ, em đã thấy câu hỏi đầu tiên của bạn Linh Trang đó là cho mình hỏi tại sao cần sử dụng factor analysis để giảm sample size. Um,
Thì thật ra thì sẽ có những nhóm mà lại những cái câu nào mà nó thật sự có ích cho cái việc phân tích của mình thôi. Thì đó là lý do mà mình cần factor analysis. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của chị ạ. Dạ, có một bạn hỏi thêm câu hỏi đó là trong multiple regression thì reliability fit có nghĩa là gì? Reality fit. Rồi. Mình sẽ trả lời cái ý thứ hai của bạn trước là về R square và adjusted R square. Thì thiệt ra là R square và adjusted R square nó sẽ có khác nhau nhưng mà chỉ là một chút thôi. Adjusted R square nó sẽ là cái thằng đã được điều chỉnh rồi. Và thường thì người ta sẽ tin cái adjusted R square hơn là R square. Tại vì khi mà mình có sự thay đổi trong model á, thì nếu mà thay đổi nhỏ thì thường R square nó sẽ không có update, mà chỉ có adjusted R square nó sẽ điều chỉnh thôi. Nên là đa số thì researcher đều sẽ căn cứ vào adjusted R square hơn là R square. Còn cái reality fit hả? Không biết là bạn có nhầm với lại model fit không ha? Tại vì nếu mà model fit á, thì model fit chính là cái giá trị của adjusted R square. Còn reality fit thì mình nghe nó có vẻ hơi lạ. Có thể là mình sẽ check lại và trả lời sau lát sau. Mình có thấy câu hỏi của bạn D cho mình hỏi là trong case mà sum of square 6 của interaction power trong two-way ANOVA bằng 0 thì có nghĩa gì? Khi mà interaction power mà cái 6 của nó bằng 0 thì có nghĩa là nó thật sự có cái ảnh hưởng tới dependent variable của mình. Và mình cũng nói từ đầu là thiệt ra researcher sẽ không mong muốn cái hiện tượng này, tại vì nó sẽ làm cái model của mình nó bị mix up á. Nhưng mà tuy nhiên trong cái giới hạn môn SME thì mình cũng chưa có học về cái việc fix cái vấn đề này. Mình chỉ có thể nói là giải thích cái ý nghĩa của nó là ví dụ như giữa age và age và marital status có thật sự có cái interaction effect đi, thì những cái người ở những cái người có cái age khác nhau thì sẽ có cái marital và cũng có cái marital status khác nhau thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng khác biệt lên purchase intention. Rồi. Bạn có thể review thêm về hình thức thi oral test của môn SMA không ạ? Ok, thì mình sẽ nói lại một chút xíu về cái nội dung mà mình nhớ về môn SMA khi thi. Thì theo mình nhớ thì thầy sẽ cho mình 5 cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai là hai câu lý thuyết. Hình như là câu thứ nhất là câu hỏi tác dụng của technique. Câu thứ hai sẽ là câu hỏi về mình sẽ xác định coi là technique nào được dùng để trả lời cái câu hỏi được cho. Rồi, còn câu hỏi thứ 3, thứ 4 và thứ 5 sẽ là mình nhìn vào data đã được chạy bởi SPSS và mình phân tích cái data đó. Như cái cách hồi nãy mà mình đã nói về những cái data, những cái technique đó. Cái này thì thực ra là thầy cũng có sharing ở trong lớp ấy, nó là nội dung thi.
cái cách thi thôi chứ không phải nội dung. Dạ, em có thấy một câu hỏi là bạn có thể chia sẻ thêm về bài ứng dụng thực tế của Cluster Analytics không? Cluster analysis hả? Cluster analysis thì nãy mình nói là nó có tới hai loại, là một cái loại là để suggest coi là có bao nhiêu nhóm mình nên phân cái sample của mình thành bao nhiêu cái cluster, thì cái đó là hierarchical cluster. Còn cái loại thứ hai là k-mean cluster. Thì thiệt ra cái hierarchical cluster nó không có thật sự có ý nghĩa nhiều đâu. Nếu mọi người chạy thì mọi người sẽ thấy. Còn cái k-mean á thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Một cái ví dụ hả, thiệt ra một ví dụ thì mình sẽ nói là ví dụ như là consumer, họ họ có những cái đặc điểm nhất định khi mà mình phân nhóm nó ra thì mình có thể thấy được. Ví dụ mình phân bốn nhóm đi thì mình sẽ thấy được là nhóm thứ nhất là cái nhóm mà người ta quan tâm nhiều về cái về cái price. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm người ta sẽ quan tâm nhiều về cái product quality đi, và nhóm thứ ba là quan tâm nhiều về brand image. Thì với những cái đặc điểm như vậy thì mình sẽ xác định là nếu cái target customer của mình là nhóm thứ nhất thì mình sẽ phải tập trung vô mình improve cái gì. Rồi, nếu target customer của mình là nhóm thứ hai thì mình sẽ phải improve cái variable, independent variable nào để mình thu hút người ta. Thì đó là một cái ứng dụng của K-mean cluster. Dạ, em cảm ơn phần trả lời của chị ạ. Mọi người ơi, nếu như mà mọi người còn lấn cấn hay là còn cần thêm kiến thức về các môn SMA thì mọi người hãy cứ đặt câu hỏi cho tutor để có thể được giải đáp thắc mắc một cách chi tiết nhất nha mọi người. Chắc là mọi người cần thêm một xíu thời gian để có thể đặt ra những câu hỏi dành cho tutor. Ok, nếu mà mọi người không còn câu hỏi nào nữa thì mình sẽ chia sẻ một số cái tips nhỏ để mọi người vào thi mọi người bình tĩnh hơn. Thì đầu tiên là khi vô thi á, là mình sẽ có cái thời gian khá là ngắn, chỉ có 5 phút thôi. Nên là mọi người ráng giữ cái tâm lý bình tĩnh nha, đừng có bị rush quá. Cái thứ hai nữa là thầy sẽ có cho mọi người cái thời gian để đọc cái đề, đọc coi cái model của mình sẽ có những cái biến gì, những cái biến matrix và non matrix như thế nào. Thì mọi người nhớ đọc nha, ý là đừng có bỏ qua đọc, nhưng mà dành thời gian vừa phải thôi, cũng đừng quá nhiều tại mình còn phải trả lời câu hỏi nữa, nhưng mà quan trọng nhớ là đừng có bỏ qua. Ừ. Rồi sau đó thì mọi người cứ trả lời một cách bình tĩnh nhất. Nếu mà mình lỡ có trả lời sai á thì mình cứ mạnh dạn mình sửa lại rồi sau đó mình qua câu tiếp theo, chứ nếu mà mình cứ run 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 á là mình hết 5 phút là coi như sẽ không còn điểm vào những câu tiếp theo luôn. Rồi đây là một số tips mà mình thi oral mình đã rút ra được, thì là mong là mọi người sẽ làm tốt trong cái kỳ thi sắp tới đây.
Dạ, em xin cảm ơn phần chia sẻ của chị ạ. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần đặc biệt nhất của chương trình. Như tụi mình đã giới thiệu từ trước, thì AK đã chuẩn bị một phần mock test cho ba bạn sinh viên may mắn nhất của ngày hôm nay. Thì ba bạn sẽ được tham gia phần oral trực tiếp với Sutter trong breakout room. Mình nghĩ là các bạn đã biết phần thi oral này là gì rồi đúng không nào? Vì vậy, ngay bây giờ, các bạn hãy nhanh tay giành ba suất vé may mắn này bằng cách type số 1 vào trong box chat sau khi mà mình hô khẩu hiệu nha. 1, 2, 3. Ok, mình đã thấy tên của hai bạn rồi nè. Suất cuối cùng sẽ dành cho ai đây? Mọi người hãy nhanh nhanh tay nha. Mọi người ơi, phần oral này là một trong những phần rất là đặc biệt mà AK đã dành riêng cho mọi người. Nên là mọi người hãy nhanh tay bấm số 1 để có thể tham gia phần oral trực tiếp này cùng với Turtle nha mọi người. Mình đã thấy tên của hai bạn rồi. Còn số cuối cùng thì sẽ dành cho bạn nào đây? Mọi người hãy nhanh tay nha. Ok, vậy thì tụi mình sẽ xin chốt lại số lượng sẽ là hai người thôi. Thì đó là bạn Thu Uyên và bạn Phương Nguyên. Thì hai bạn hãy vui lòng ở lại với chúng mình đến cuối buổi tutorial session hôm nay để có thể tham gia phần thi đặc biệt này. Ban tổ chức tụi mình sẽ di chuyển các bạn vào breakout room sau khi mà chương trình kết thúc nha. Ok, các bạn ơi, vậy là buổi tutorial session 2022 của chúng ta ngày hôm nay đã chính thức khép lại. Các bạn hãy quét mã QR đang được hiển thị trên màn hình hoặc truy cập vào chiếc link được để ở khung chat để gửi feedback form về cho AK chúng mình nha. Mỗi một feedback của các bạn sẽ giúp chương trình của AK ngày một hoàn thiện hơn. Và bây giờ, để lưu giữ những kỷ niệm của buổi tutorial session ngày hôm nay, tất cả mọi người, tụi mình hãy cùng bật camera lên và làm biểu tượng AK để có những ảnh thật là đẹp nha mọi người. Mọi người ơi, hãy bật camera lên nào. Cùng bật camera lên để lưu giữ những cái bức hình thật là dễ thương và xinh đẹp nha mọi người. Ok, mọi người hãy cùng làm biểu tượng AK. Mình sẽ bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3. Bây giờ tụi mình đổi kiểu nha. 1, 2, 3. Ok, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã dành thời gian quý báu hôm nay ở lại cùng với ISB Academic Team. Và mình mong là các bạn đã có thể bỏ túi thêm được rất là nhiều kinh nghiệm cũng như bài học bổ ích để có thể thêm phần tự tin và sẵn sàng chiến đấu. Chúc cho các bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo của AK nha. Bye bye mọi người. Just split in two, hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come.